có biết trong bán lẻ, bất kể là khi kinh doanh mặt hàng gì thì dòng tiền chính là huyết mạch, là sự sống. Quản lý tốt tài chính giúp các nhà bán lẻ đánh giá chính xác tình hình kinh doanh của cửa hàng, giúp bạn trả lời các câu hỏi. Dòng tiền, có những khoản thu chi nào được quản lý trên hệ thống? Tổng doanh thu bán hàng theo tháng, quý, năm? Lợi nhuận thuần, lợi nhuận trước thuế là bao nhiêu? Vân vân. Hôm nay, tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong video với chủ đề hướng dẫn xem báo cáo và quản lý tài chính với phần mềm quản lý bán hàng Sapo. Và tôi là Thu Hà. Để quản lý tài chính của cửa hàng, bạn cần phải quan tâm tới một số chỉ số sau: quản lý dòng tiền, quản lý công nợ khách hàng, quản lý công nợ phải trả cho nhà cung cấp, đối tác vận chuyển, quản lý lãi lỗ. Để quản lý tài chính của cửa hàng chính xác, rõ ràng, đầu tiên bạn cần phải quản lý được dòng tiền thu, chi trong cửa hàng. Dòng tiền thu về có thể là tiền hàng bán ra hoặc các khoản thu nhập khác. Tiền chi là tiền thanh toán cho shipper, tiền mặt bằng, điện, nước, thuế, v.v. Chính vì vậy, để giúp bạn hoạch toán dễ dàng, phần mềm quản lý bán hàng Sapo giúp các chủ cửa hàng quản lý tài chính thông qua các phiếu thu và phiếu chi. Chi tiết hơn, hãy cùng tôi tìm hiểu về các loại phiếu thu, phiếu chi trong cửa hàng nhé! Phiếu thu được tạo khi phát sinh các khoản tiền đã thu được từ việc bán hàng hoặc thu nợ. Còn phiếu chi giúp bạn ghi lại các khoản tiền đã chi được từ việc nhập hàng hoặc thanh toán các chi phí khác. Phiếu thu và phiếu chi có thể tự động sinh ra thông qua các hoạt động giao dịch trên hệ thống hoặc do bạn chủ động tạo ra để cân đối tài chính trong cửa hàng. Các báo cáo tài chính sẽ tổng hợp dựa trên dữ liệu phiếu thu và phiếu chi của hệ thống. Các hoạt động sẽ tự sinh ra phiếu thu trên hệ thống Sapo là xác nhận đơn hàng bán ra, và các hoạt động sẽ tự sinh ra phiếu chi trên hệ thống Sapo là xác nhận hoàn tiền khi tạo đơn khách trả hàng, thanh toán công nợ cho nhà cung cấp. Đến đây, Thu Hà có một lưu ý cho các chủ cửa hàng là ngoài các giao dịch trên hệ thống Sapo đã tự sinh phiếu thu, chi tương ứng, thì khi có bất kỳ giao dịch nào phát sinh khác, đừng quên chủ động tạo phiếu thu hoặc phiếu chi nhé. Chỉ cần nhớ nguyên tắc này, các khoản thu chi trong cửa hàng của bạn sẽ trở nên minh bạch hơn rất nhiều. Nhưng làm như thế nào để tạo phiếu thu, phiếu chi? Khi cần tạo phiếu thu chủ động, bạn chỉ cần thực hiện 3 bước sau. Bước 1. Bạn vào mục sổ quỹ, chọn phiếu thu, chọn tạo phiếu thu. Bước 2. Tại giao diện thêm mới phiếu thu, bạn điền đầy đủ các thông tin như người nộp, loại phiếu, giá trị, số tiền thu, phương thức nộp, tiền mặt, chuyển khoản hay COD, v.v. Bước 3. Nhấn lưu để hoàn tất. Khi cần tạo phiếu chi, bạn cũng chỉ cần thao tác như tạo phiếu thu, nhưng thay vì vào mục phiếu thu trên thanh menu, bạn vào mục phiếu chi. Sapo cung cấp cho bạn một số loại thu chi theo tiêu chuẩn kế toán, nhưng nếu bạn có nhu cầu tạo mới nguồn thu chi theo mục đích của cửa hàng thì Sapo cũng có thể giúp bạn. Tùy theo mục đích cần tạo loại phiếu thu hay chi mà bạn có thể thao tác như sau. Bước 1. Ở mục sổ quỹ tiền mặt, chọn loại phiếu thu hoặc loại phiếu chi, chọn thêm mới. Bước 2. Tại hộp thoại thêm loại phiếu thu hoặc chi, bạn nhập các thông tin, nhập tên loại phiếu thu, chi tại ô tên. Đây là mục bắt buộc. Bạn có thể nhập loại phiếu thu tại ô mã và thêm ghi chú cho loại phiếu thu tại ô ghi chú. Hai mục này thì không bắt buộc phải nhập. Sau đó chọn vào thêm để thêm mới loại phiếu thu, nhấn thoát để bỏ việc thêm loại phiếu thu. Để theo dõi tổng quan về dòng tiền thu chi của cửa hàng mình, bạn vào mục sổ quỹ tiền mặt chọn tổng quan. Tại đây, bạn có thể xem được các biểu đồ dòng tiền theo chi nhánh, theo phương thức thanh toán, theo loại phiếu thu chi hết sức dễ dàng. Ngoài việc quản lý tốt dòng tiền tại cửa hàng, bạn cần phải quản lý chặt chẽ công nợ phải thu của khách hàng. Và báo cáo công nợ phải thu trên Sapo sẽ giúp bạn tổng hợp công nợ của từng khách. Để xem báo cáo công nợ phải thu, bạn cần phải thao tác như sau. Bước 1. Vào mục báo cáo, chọn báo cáo tài chính, chọn báo cáo công nợ phải thu. Bước 2. Tại giao diện báo cáo công nợ phải thu tổng hợp của khách hàng, bạn chọn xem chi nhánh hoặc ngày tháng rồi nhấn xem báo cáo. Và đặc biệt, phải nhớ rằng bạn có thể nhấp chọn vào mã khách hàng để xem bảng công nợ chi tiết nhé. Bên cạnh việc quản lý nợ phải thu từ khách hàng, bạn cần phải quản lý tất cả các khoản phải trả cho nhà cung cấp để có sự chuẩn bị tài chính chủ động nhất nhé. Báo cáo công nợ phải trả trên Sapo giúp bạn tổng hợp lại công nợ phải trả cho từng nhà cung cấp. Để xem báo cáo này, các bạn thao tác theo các bước sau. Bước 1. Vào mục báo cáo, chọn báo cáo tài chính, chọn báo cáo công nợ phải trả.
Bước 2, chọn chi nhánh hoặc ngày tháng rồi nhấn xem báo cáo, nhấp chuột vào mã nhà cung cấp để xem bảng công nợ chi tiết. Đã là người kinh doanh, cho dù quy mô như thế nào thì tôi cũng chắc chắn rằng bạn đều muốn theo dõi xem liệu mình đang kinh doanh lãi hay lỗ phải không nào? Và báo cáo lãi lỗ của Sapo sẽ giúp bạn biết được chính xác doanh thu và lợi nhuận trong kỳ, đồng thời theo dõi phần trăm thay đổi của doanh thu, lợi nhuận, các chi phí của kỳ hiện tại so với kỳ trước. Để xem báo cáo lãi lỗ, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau. Bước 1, vào mục báo cáo, chọn báo cáo tài chính, chọn báo cáo lãi lỗ. Bước 2, chọn chi nhánh muốn xem báo cáo lãi lỗ. Và bước số 3, chọn thời gian bạn muốn xem báo cáo, rồi nhấn xem báo cáo nhé. Trong báo cáo có thể có một số thuật ngữ kế toán hoặc công thức tính chưa biết. Bạn có thể xem thêm tại trang chủ trợ giúp support.sapo.vn nhé. Chúng ta đã cùng nhau đi hết bài học hướng dẫn xem báo cáo và quản lý tài chính với phần mềm quản lý bán hàng Sapo. Thu Hòa rất vui và cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Chúc các bạn thành công với Sapo và hẹn gặp lại!